Rồi ok, mình qua part S ha. Read the advertisement on the email. Fill in the information in Sophia note. Question 51 to 55. Write the information on your answer sheet. Đọc cái mẫu quảng cáo và cái email. Sau đó điền các thông tin vô cái ghi chú của Sophia. Từ câu 51 đến câu 55 thì hướng dẫn làm bài là viết cái thông tin vào trong cái tờ trả lời. Rồi bên trái mình có cái mẫu quảng cáo của Hill Bookshop Just Arrive, là cái cửa hàng sách của Hill. Just Arrive là vừa mới đến ha. Better Photo by David Fox. Cái tên cuốn sách là gì? Better Photo, được viết bởi David Fox, writer of last year best selling book Learn Photography, là cái tác giả của cái quyển sách mà bán chạy nhất vào năm ngoái là Learn Photography, học về nhiếp ảnh. Rồi cái giá bình thường usual price £15 và buy here just £12.50, là chỉ có £12.50 thôi. It's red book set fashion photographer John Clare. Và cái quyển thứ hai ở dưới đây nó có một cái quyển sách khác là This Book Great set fashion photographer, là nói về cái thời trang của photographer John Clare gì đó, là cái tác giả. Vậy ở đây mình có hai cái tác giả ha, và có hai cái đầu sách. Rồi nhưng mà bên đây quan trọng là Ben á, nó gửi, nó nhắn Sophie mua giùm cái gì thì mình phải đọc cái email. My mom want David Fox's latest book for her birthday. Mẹ của tôi thì muốn cái quyển sách mới nhất của David Fox cho sinh nhật của bà ấy. Can you get it from the bookshop near you? Because it's cheaper there. Bạn có thể mua nó từ một cái cửa hàng sách ở gần bạn không? Bởi vì nó rẻ hơn ở đó. Her birthday is on June 11. So I need it on June 10, please. Sinh nhật của bà ấy là vào 11 tháng 6 và tôi thì lại cần nó vào 11 tháng 10 ha. If there problem, call me at the office on 786-861. Nếu mà có bất kỳ vấn đề gì thì gọi cho tôi theo cái số điện thoại của văn phòng là 786-861. My new mobile number số 0 trong điện thoại mình không đọc 0 mà mình đọc O ha. 079-2-0-3-2-4 đọc là double 4 này. Rồi như vậy đây là cái mẫu thông tin. Mình qua câu 51 mình coi cái ghi chú của Sophia. Trip to bookshop là cái chuyến đi đến cửa hàng sách. Name of bookshop là Hill Bookshop, là cái cửa hàng sách Hill. Rồi tiếp theo name of book to buy là ở bên đây thằng Ben này nè, nó nhờ Sophia ha. Ben, from Ben to Sophia, nhờ Sophia đúng không? Mua cái gì? Mua một quyển sách mà sinh nhật của mẹ của Ben. Sinh nhật của mẹ của Ben muốn mua cái gì đây? David Fox latest book for her birthday. Vậy bên đây có hai quyển sách. By David Fox năm nay là Better Photo, mà quyển tác giả cùng đồng tác giả của cái quyển sách bán chạy nhất năm ngoái là Learn Photography. Vậy mua cuốn nào các bạn? Mua cuốn latest là cuốn năm nay ha. Ok, Better đây nè, Just Arrive ha. Đây là số 51 là thấy không? Rồi. Vậy bên đây mình sẽ điền vô name of book to buy là Better Photo. Rồi price I pay là cái giá mà tôi sẽ trả là bao nhiêu tiền, 15 hay là 12.50. Giá thường mới là 15 nhưng mà mua ở đây thì có 12.50 thôi ha. Ok, vậy ngay chỗ này nó là câu 52. Bên đây mình sẽ điền vô là 12.50 ha. Rồi tiếp tục writer of book là tác giả của quyển sách. Thì ở đây mình có là David Fox là 1, Johnny Clark là 2. Nếu mà bạn nào nhầm ở dưới đây, không biết, thì mình có thông tin bên đây nữa. Là mẹ tôi là muốn mua một cái quyển sách mới nhất của David Fox nên chỗ này. Vậy thì phải là David Fox ha. Đừng ghi ở dưới nha, by David Fox ở chỗ này. Ngay đây là câu 50. 53. Ok, vậy mình đưa qua đây mình ghi. 53 là David Fox. Tiếp tục 54, Ben Work Number. Ben có hai số điện thoại, một cái số điện thoại nơi làm việc là ở trên, nãy thầy dịch rồi. Đây, call me at the office on, và cái số điện thoại di động mới là mới đổi cái này. Vậy bạn nào mà không biết cái lấy này để vô là sai ha. Nhớ là người ta hỏi cái số điện thoại mà tại văn phòng thì mình phải lấy cái số ở trên nè. Ok, rồi đánh dấu chỗ này chính là 54. Rồi vậy bên đây số điện thoại là 786861. Date Ben want the book là cái ngày mà Ben muốn cái quyển sách. Ngày sinh nhật của mẹ là ngày 11 nhưng mà muốn quyển sách tốt nhất là vào ngày 10 nè, ngay chỗ này nè các bạn. So I need it on June 10. Như vậy mình ghi vô là ngày 10.
Ok, quả mình làm điền vô ngày 10 tháng 6. Có hai cách điền. Một là các bạn điền June 10, hai là 10 mình thêm để ngày ở trước, TH và June, hoặc là nếu không mà 10 June không cũng được nữa các bạn. Rồi. Ok, xong vậy là mình xong test 4 của quyển CAT 7 luôn ha các bạn.